Ba, ba, con ở đây nè. Chào công chúa, lên đây ba chở về ha. Ba có mang mũ bảo hiểm cho con không? Ba lại quên nữa rồi. Con đừng có lo, đoạn đường này không có cảnh sát giao thông đâu. Nhà mình cũng gần đây thôi mà. Mà con phải tin vào tay lái của ba chứ. Không đời nào ba để xảy ra tai nạn giao thông đâu. Con cứ ngồi lên xe đi, hai ba con mình cùng về ha. Dạ.